trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 16 tháng 4 trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuyển U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội và được kỳ vọng sẽ đè bẹp đội tuyển U23 Trung Quốc ở trận gia quân tối nay. Đội tuyển U23 Nhật Bản là một trong những ứng cử viên vô địch nặng ký nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội bóng của huấn luyện viên Go -Oiwa sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá. Khác với các giải đấu trước, đội tuyển U23 Nhật Bản mang đến Kata đội hình rất mạnh bao gồm hầu hết cầu thủ đang chơi ở J-League một và năm tài năng trẻ đang chơi bóng ở châu Âu. Sở dĩ đội tuyển U23 Nhật Bản nghiêm túc như vậy vì vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng là vòng loại Olympic Paris 2024 môn bóng đá nam. Đội tuyển U23 Nhật Bản thường không đặt nặng vấn đề danh hiệu ở giải U23 châu Á, nhưng lần này là ngoại lệ. Trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á, đội tuyển U23 Nhật Bản chỉ lên ngôi vô địch một lần vào năm 2016. Cách đây 2 năm, họ chỉ về đích thứ ba sau khi thua chủ nhà Uzbekistan. Năm 2020, đội tuyển U23 Nhật Bản thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng và không thắng trận nào. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Nhật Bản hiện tại cũng là hàng hiệu. Ông Go -Oiwa từng giúp Kashima Antlers vô địch cúp xe một châu Á 2018 và là huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á cùng năm. Huấn luyện viên Go -Oiwa tự tin cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với Trung Quốc, tâm lý và chiến thuật cá nhân của họ. Chúng tôi đã triệu tập nhiều cầu thủ giỏi và sự chuẩn bị của chúng tôi rất tốt. Bây giờ chúng tôi chỉ tập trung vào trận mở màn với Trung Quốc. Trái ngược với đội tuyển U23 Nhật Bản, đội tuyển U23 Trung Quốc không được đánh giá cao. Đội bóng của huấn luyện viên Cheng Yao Dong không có tài năng nào thực sự nổi bật. Chưa kể, đội tuyển U23 Trung Quốc liên tiếp gây thất vọng ở vòng chung kết U23 châu Á. Trong 4 lần tham dự trước đây, họ đều bị loại ngay từ vòng bảng. Đội tuyển U23 Trung Quốc thậm chí chỉ thắng 1 trong 12 trận đã đấu trong lịch sử U23 châu Á. Tất nhiên, các lứa đội tuyển Nhật Bản luôn đặt mục tiêu vô địch ở mọi giải đấu chính thức tầm châu lục mà họ tham dự, cho xứng tầm với nền bóng đá mạnh nhất nhì khu vực châu Á. Riêng ở cấp độ U23 thì khát khao vô địch càng tăng lên bởi đất nước mặt trời mọc mới một lần vô địch châu Á ở lứa tuổi này, 2016. Thực tế giải đấu mới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, chưa kể bóng đá Nhật Bản còn liên tục thất bại ở đấu trường lớn gần đây. Chẳng hạn như tại ACS vừa rồi diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Trung Quốc, Nhật Bản khi đó thực chất là đội Olympic tức U23 cộng 3 song vẫn có thể sử dụng làm dữ liệu tham khảo vì khá tương đồng, đã thua Hàn Quốc ở trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá Nam, đến ASEAN CUP mới đây dành cho đội tuyển quốc gia người Nhật thậm chí dừng bước ngay tư kết trước Iran. Tuy nhiên trước khi nghĩ tới ngôi vương, U23 Nhật Bản cần phải hoàn thành mục tiêu đầu tiên, tối thiểu lọt và bán kết giải đấu năm nay bởi chỉ như vậy, họ mới có thể được tham dự Olympic Paris 2024 sắp tới. Đội tuyển U23 Nhật Bản rơi vào bảng B có đội tuyển U23 Hàn Quốc vừa đánh bại họ ở ACS 2022. Nhưng chỉ cần vượt qua được Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì cửa vào bán kết là quá rộng mở. Sau Á vận hội, đội quân trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Go Oiwa đã thi đấu giao hữu với rất nhiều đối thủ từ khắp các châu lục nhằm rèn luyện chiến thuật thích nghi với nhiều phong cách khác nhau. Trong đó đội tuyển U23 Nhật Bản đã đánh bại Ukraine, Mexico hay Iraq cũng như cầm hòa Argentina xong lại thua Mali và Mỹ dù đều được đánh giá cao hơn. Dẫu sao kết quả giao hữu không nói lên quá nhiều điều. Thành phần tuyển U23 Nhật Bản tham dự giải đấu sắp tới có một số cái tên đã được gọi lên đội tuyển quốc gia cùng 4 đến 5 gương mặt đang khoác áo các câu lạc bộ tại châu Âu. Nhìn chung giới chuyên môn đánh giá rất cao đẳng cấp và trình độ của các cầu thủ trẻ xứ Phù Tang, trong khi đó, bóng đá Trung Quốc bao năm qua vẫn chỉ thuộc diện trung bình khá tại châu lục dù ở cấp độ nào. Riêng tại sân chơi U23 châu Á, Trung Quốc thậm chí cho đến giờ chưa một lần qua được vòng bảng. Xét thêm cả ASEAN thì thành tích tốt nhất cũng chỉ lọt vào đến tứ kết. Đúng là trong quá khứ, đội tuyển U23 Trung Quốc từng một lần đánh bại U23 Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2018. Sau khi đó, Người Nhật đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết nên có phần lỏng chân chứ tới đây khi U23 Nhật Bản quá hiểu cần phải giành chiến thắng để mở màn xuân sẻ giải U23 châu Á năm nay cũng như chiếm lấy ưu thế cạnh tranh tấm vé đi tiếp thì e rằng thầy trò ông Cheng Eo Đông khó tránh khỏi thất bại vì cách biệt rõ ràng giữa hai nền bóng đá. Đương nhiên đội tuyển U23 Trung Quốc không được đánh giá cao về khả năng đi tiếp ở bảng B song họ vẫn trải qua quá trình chuẩn bị nghiêm túc với hy vọng tạo nên bất ngờ. Sau Asia, U23 Trung Quốc chơi 7 trận giao hữu với toàn đối thủ cùng khu vực và kết quả không mấy khả quan thắng 2 mà thua 4. Chắc chắn U23 Trung Quốc sẽ phải chơi phòng ngự phản công nếu muốn gây sốc trước Nhật Bản ở trận đấu sắp tới. Nhưng khi mà đối thủ được xếp bước lên tới 1 3 phần 4 thì xem ra ngay cả một trận thua nhẹ một bàn cũng không phải mục tiêu dễ hoàn thành với đại diện xứ tỷ dân. Hãy lưu ý rằng tính cho đến nay U23 Trung Quốc thua đến 11 trong 12 trận họ thi đấu tại các vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đội tuyển U23 Nhật Bản đã toàn thắng 3 trận vòng bảng ACS mới đây hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tính từ ACS 2022 tới giờ, U23 Nhật Bản mà đã thắng thì đa phần đều ghi ít nhất hai bàn. Nhưng với tính chất của trận mở màn, lại có ý nghĩa quan trọng cho tham vọng đi tiếp. Đội tuyển U23 Trung Quốc hẳn cũng sẽ phải ít nhiều mạo hiểm một khi bị trong thủng lưới và ở cấp độ trẻ thì việc ít nhất ghi được bàn không đến mức bất khả thi. Vì vậy hoàn toàn có thể chờ đợi một cuộc đấu nhiều bàn.